quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin thời tiết ngày 6 tháng 1 năm 2022 trên kênh Môi trường TV của tạp chí điện tử Môi trường và Cuộc sống. Phía Tây Bắc Bộ có mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng, gió nhẹ, đêm và sáng trời rét, nhiệt độ thấp nhất từ 15 đến 18 độ, nhiệt độ cao nhất từ 22 đến 25 độ. Phía Đông Bắc Bộ và thủ đô Hà Nội có mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù rải rác, trưa chiều giảm mây, trời nắng, gió nhẹ, đêm và sáng trời rét, nhiệt độ thấp nhất từ 15 đến 18 độ, nhiệt độ cao nhất từ 23 đến 26 độ. Khu vực Bắc Trung Bộ và Nam Trung Bộ phía Bắc có mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng, gió Tây Bắc cấp 2, cấp 3, đêm và sáng trời rét, phía Nam nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, phía Bắc đêm trời lạnh, nhiệt độ thấp nhất từ 16 đến 19 độ, nhiệt độ cao nhất từ 27 đến 30 độ. Khu vực Tây Nguyên nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa mưa to, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ thấp nhất từ 17 đến 20 độ, nhiệt độ cao nhất từ 25 đến 28 độ. Khu vực Nam Bộ và thành phố Hồ Chí Minh có mây, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa mưa to, gió Đông đến Đông Bắc cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 25 độ, nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 32 độ. Vừa rồi là những thông tin thời tiết đáng chú ý vào ngày mai. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo trên kênh Môi trường TV.